Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nằm ngay đây nè để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và bản tin ngày hôm nay của chúng tôi á, có nội dung là phơi bày vụ việc mà cô gái ở thành phố Tân An ở Long An á, lừa dối cả cơ quan công an nói là bị cướp mất tài sản. Cụ thể nó như thế này nè các bạn. Do bà ta làm ăn thua lỗ, không có tiền cho ba mẹ sửa nhà như đã hứa, cô gái đã nghĩ ra cách bị cướp giật hết tiền để khỏi bị gia đình la mắng. Công an thành phố Tân An ở tỉnh Long An cho biết đã làm rõ một vụ cô gái trẻ tình báo bị cướp tấn công gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào chiều ngày 13 tháng 4, cô gái tên N sinh năm 2001 trú phường 3 thành phố Tân An ở tỉnh Long An đến công an phường 2 thành phố Tân An báo là bị cướp tài sản một ba lô bên trong có giá trị gần 300 triệu đồng. Theo N khai báo, khi tôi đang điều khiển xe máy trên đoạn đường ở thành phố Tân An thì bất ngờ có hai đối tượng điều khiển xe máy kè kè sát bên tôi. Đối tượng ngồi sau giật chiếc ba lô của tôi mang trên lưng, bên trong có gần 300 triệu đồng rồi chúng tẩu thoát ngay. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tân An kết hợp các đội nghiệp vụ và công an phường 2 khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xác minh vụ việc. Bằng các dữ liệu, công an đã xác định N loan tin giả. Qua đấu tranh, anh N thừa nhận về hành vi vi phạm vì trước đó anh N hứa cho tiền ba mẹ sửa nhà nhưng do làm ăn thua lỗ nên nghĩ ra bị cướp giật hết tiền để không cho gia đình và không bị gia đình la mắng. Và hiện tại, công an phường 2 ở thành phố Tân An đã tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với anh N này về hành vi thông tin giả. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ đã bị hết tiền làm ăn thua lỗ, thông tin giả như vậy, bây giờ có ai cho tiền không? Bây giờ phạt hành chánh đây nè, lại mất thêm một khoản tiền nữa. Đó, các bạn thấy cô gái này thông minh không các bạn? Có gì thì nói, gia đình mà ai ấy không? Bây giờ, thôi ba mẹ ơi con làm ăn, lỡ mà kỳ vừa lòi á, ví dụ lúa thắt hay là thanh long bán không được, hay là khoai mì nó hư sùng hết thì thôi, ba mẹ ráng chờ con mùa sau đi. Mùa này ráng chịu mưa dột chút, rồi mùa mưa sau con sẽ sửa nhà lại cho ba mẹ. Đó, có ba mẹ nào không thương con? Nhiều khi ba mẹ cũng không cần với đồng tiền, chỉ cần thành thật là được rồi. Có đâu mà đi lừa dối đến nỗi cha mẹ rồi lừa dối cả cơ quan chức năng. Thiệt, xã hội này. Rồi, cảm ơn các bạn.